Trong thời gian gần đây, phân khúc hạng A dường như bị các hãng xe bỏ quên, mặc dù những dòng xe hatchback này dễ tiếp cận với khách hàng mới mua xe và nhu cầu tài chính không quá mạnh. Hyundai Grand i10 đã hơn 3 năm trôi qua không có bất cứ thay đổi nào. Kia Morning vừa trình làng thế hệ mới, nhưng mức giá đã khiến người dùng giật mình. Hiện nay, VinFast Fadin là chiếc xe giành được sự quan tâm lớn nhất của người dùng Việt. Bằng chứng là trong năm 2020, VinFast Fadin đã xoáy ngôi xe bán chạy nhất phân khúc hạng A của Hyundai Grand i10, nắm giữ trong thời gian dài với doanh số 18.016 xe. Đồng thời, mẫu xe này cũng đứng top 3 xe bán chạy nhất năm vừa qua. Trong video này, Ebro sẽ so sánh VinFast Fadin B2021 và Kia Morning X-Line 2021 với mức giá tương đương gần nhau. Xem đâu là chiếc xe đáng chọn hơn. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Ebro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và nhanh nhất. Đầu tiên là về giá bán. VinFast Fadin hiện mang đến cho khách hàng Việt 3 lựa chọn phiên bản với mức giá niêm yết từ 425 đến 499 triệu đồng. Cụ thể như sau, với phiên bản tiêu chuẩn có giá 425 triệu đồng, phiên bản nâng cao có giá 459 triệu đồng và phiên bản cao cấp có giá 499 triệu đồng. Trong khi đó, ở bản mới nhất, Kia Morning hiện chỉ có hai biến thể cùng chung mức giá 439 triệu đồng là Kia Morning GT Line và Kia Morning X-Line. Về thiết kế ngoại thất, VinFast Fadin có kích thước dài rộng cao tương ứng là 3676 x 1632 x 1495mm, chiều dài cơ sở là 2385mm, còn Kia Morning có kích thước dài rộng cao tương ứng là 3595 x 1595 x 1485mm, chiều dài cơ sở đạt 2400mm. Khi đặt cạnh nhau, hai mẫu xe này sở hữu những phong cách thiết kế khác nhau. VinFast Fadin 2021 có thiết kế khá trung tính, còn Kia Morning 2021 có được sự trẻ trung vốn là đặc trưng của xe Hàn. VinFast Fadin 2021 bản tiêu chuẩn được trang bị cụm đèn pha và định vị ban ngày dạng halogen. Khác biệt lớn nhất của chiếc xe hơi thương hiệu Việt đến từ hệ thống lưới tản nhiệt dạng vân sóng mới. Trung tâm là logo chữ V quen thuộc, cản trước hai tông màu cứng cáp theo phong cách những chiếc SUV. Ở thế hệ thứ 3, Kia Morning X-Line 2021 vẫn sử dụng đèn chiếu sáng halogen projector, chứ không phải công nghệ LED mà nhiều người kỳ vọng. Điểm nhấn của chiếc xe này đến từ lưới tản nhiệt hình mũi hổ cải tiến. Phần viền dưới nối liền cụm đèn LED chạy ban ngày, giúp chiếc xe tạo thành giải thống nhất. Xét về khía cạnh kích thước, VinFast Fadin lớn hơn ở mọi thông số tổng thể, nhưng lại có chiều dài trục cơ sở không bằng đối thủ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến phần nào không gian nội thất bên trong xe. VinFast Fadin tiêu chuẩn sở hữu bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 15 inch, kết hợp bộ lốp 185/55R15, gương chiếu hậu của xe có tính năng gập chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ. Ở bên kia chiến tuyến, Kia Morning 2021 có bộ mâm đúc 15 inch với họa tiết mới mẻ và hiện đại hơn. Cả hai mẫu xe này đều có vỏ bánh xe sử dụng nhựa cứng sơn đen, tạo vẻ cứng cáp hơn cho xe. Kia Morning mới được trang bị gương chiếu hậu gập chỉnh điện kết hợp đèn báo rẽ và đặc biệt xe có chức năng sấy gương đáng giá. Hơn nữa, Morning hơn Fadin bởi có tính năng mở khóa bằng nút bấm ở tay nắm cửa. Ra đến phần đuôi xe, VinFast Fadin B2021 có đèn hậu dùng bóng halogen với thiết kế khá đơn giản. Cạn sau sử dụng nhựa sơn đen với diện tích lớn chưa thực sự bắt mắt. Là bản B, nên Fadin chưa được trang bị camera cảm biến lùi và chủ nhân sẽ phải lắp thêm những trang bị này để di chuyển an toàn hơn. Ấn tượng nhất ở phần đuôi xe Kia Morning 2021 phải kể đến những đường nét góc cạnh khiến chiếc xe không còn đơn điệu như trước. Đặc biệt, cặp đèn hậu không còn sử dụng loạt bóng LED như cũ mà thay vào đó là ba dải LED tạo hình số 3 quay ngược, đầy ấn tượng. Hơn nữa, xe có ống xả giá mang đến vẻ cân đối khi nhìn từ phía sau. Về nội thất, khoang lái của VinFast Fadin B2021 có thiết kế đơn giản với vật liệu nhựa cứng với tông màu đen hoặc xám. Trung tâm bảng tác lô của VinFast Fadin tiêu chuẩn không được trang bị màn hình mà chỉ có hệ thống giải trí đầu cơ bản AM/FM/MP3. Trên xe chúng tôi trải nghiệm chủ nhân đã lắp thêm màn hình Android để thuận tiện trong quá trình sử dụng. Bước vào nội thất của Kia Morning 2021, chúng tôi khá bất ngờ khi chiếc xe này có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm. Đáng kể nhất phải kể đến hệ thống màn hình đặt nổi tương tự đàn anh Cerato, điều hòa tự động là chi tiết đắt giá khi đặt cạnh đối thủ. Nếu như vô lăng trên VinFast Fadin B2021 chống chờ nút bấm, thì Kia Morning lại cung cấp đầy đủ cho người lái thuận tiện làm chủ chiếc xe. Ngoài ra, cụm đồng hồ hiển thị phía sau vô lăng trên chiếc xe đến từ Hàn Quốc cũng sở hữu kích thước lớn hơn, kết hợp cùng màn hình TFT ở trung tâm. Theo trải nghiệm thực tế của đội ngũ so sánh xe chúng tôi, không gian ghế ngồi trên Kia Morning rộng rãi hơn, nhiều chiều dài trục cơ sở tốt hơn đối thủ 15mm. Cả hai chiếc xe hạng A này đều có ghế ngồi bọc da và ghế lái chỉnh cơ. Hàng ghế sau được trang bị 3 tự đầu. So với Fadin, Morning tiện nghi hơn nhờ hàng ghế trước đã được trang bị bệm tì tay trung tâm. Về trang bị an toàn, VinFast Fadin 2021 đang là chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ nhất bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ chống lật, cảnh báo thắt dây an toàn cho cả hai hàng ghế, căng đai khẩn cấp hàng ghế trước, điểm móc ghế trẻ em, hai túi tiêu chuẩn. Trong khi đó, Kia Morning 2021 dừng lại ở mức cơ bản với một số tính năng bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc, hai túi khí, cảm biến camera lùi. Về động cơ,
VinFast Fadin 2021 được trang bị khối động cơ xăng i4, dung tích 1.4 lít cho công suất cực đại 98 mã lực tại 6.200 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 128 Nm tại 4.400 vòng trên phút. Cỗ máy trên kết hợp cùng hệ dẫn động cống trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Trái tim xe Kia Morning 2021 vẫn là động cơ cũ loại máy xăng cấp 3, dung tích 1.25 lít cho công suất 86 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 120 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Với động cơ mạnh mẽ nhất phân khúc, VinFast Fadin 2021 mang đến khả năng vận hành ấn tượng, hộp số CVT chuyển số mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, do không thay đổi động cơ nên khả năng vận hành của Kia Morning vẫn không có nhiều điều để nói, dừng lại ở mức đủ dùng. Những khách hàng yêu thích cảm giác lái đương nhiên sẽ hướng đến việc chọn VinFast Fadin dù là bản tiêu chuẩn. Nhìn chung, VinFast Fadin 2021 đang là chiếc xe chiếm ưu thế trong cuộc đua giành thị phần khúc xe hạng A tại Việt Nam. Điểm mạnh nhất của chiếc xe này đến từ khả năng vận hành, công nghệ an toàn và thiết kế cứng cáp. Trong khi đó, tiện nghi của chiếc xe này vẫn còn thiếu khá nhiều khi đặt cạnh đối thủ. Kia Morning 2021 là chiếc xe bình mới rượu cũ, dù đã thay đổi nội ngoại thất hoàn toàn, nhưng việc có quá ít công nghệ an toàn và động cơ được giữ nguyên nên đây không còn là sự lựa chọn hấp dẫn của người Việt. Cùng với đó, mức giá 439 triệu đồng cũng là rào cản lớn của Kia Morning khi tiếp cận khách hàng ở phân khúc giá rẻ. Bạn có đánh giá hay nhận định gì về hai mẫu xe này? Hãy để lại bình luận của mình phía dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Digro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tới.